Ôi giời, vợ anh quá đỉnh nhá. Rồi, đánh bê cái gì lên trước nào. Dạ đây, em bưng. Thế không biết phụ tôi lên dọn dẹp cái bàn thờ để đem đồ ăn lên à? Đàn ông con trai mà suốt ngày cứ rú rú dưới bếp à? Thì con dọn rồi còn gì nữa. Lên xem, lên xem. Con xuống đây con phụ vợ con bê đồ cúng lên mà. Thế thôi đây tôi phụ luôn nhá. Được rồi. Sao thế? Con... Sao thế hả em? Con giật mình. Ôi giời. Anh ơi, em... Bố em lỡ tay làm... bể dưa sôi rồi. Đau lắm. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, sao hôm nay là cái ngày gì? Thôi. Bố cứ lên bố nghỉ đi. Thôi. Em cứ bình tĩnh. Em lấy đĩa sôi khác để bê điều lên cho. Hôm nay bố xin ông nội cái gì mà lâu thế ạ? À? Anh thừa biết và anh còn hỏi. Wow, chị dâu em giỏi quá. Vừa đẹp người lại đẹp nết. Bữa nay nấu toàn là món ngon thôi. Mời cả nhà. Nhưng mà cái khiếm khuyết lớn nhất là không có con. Thế thôi. Kìa, bố. Tôi nói không phải à. Bao nhiêu năm rồi mà có dấu hiệu của một thằng đích tôn nào không? Nhưng mà đây có phải là lỗi của Hiền đâu ạ. Không phải lỗi của Hiền. Ta nói cho mày biết nhá. Mày không có con, tức là đó là cái tội kia là tội. Tội tuyệt tự đấy. Mà cái tội tuyệt tự là trọng tội, còn hơn cả tội bất hiếu. Bố con nói đúng đó. Tụi con làm gì làm á, phải có một đứa cháu cho bố con bế. Thế mới là tròn đạo hiếu. Bà Thím, bà Ý, bà đẻ được 9-10 người con, cả trai lẫn gái, nên bà mạnh miệng nhỉ. Các cô, các chú, các thím là những người có phước. Tôi là vô phước. Mà nó không đẻ cho tôi một đứa đích tôn nào hết. Thế có phải là bất hiếu không? Trong khi đó là tôi ăn không ngon, tôi ngủ không yên. Thối da, thối thịt. Mắng một đứa cháu mà nó vẫn không chấp nhận là nó bất hiếu với tôi. Bác, con cái là chuyện của trời tính. Bác tính có được đâu. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bác nhìn vào nhà người ta làm gì cho nó khổ tâm. Tôi chẳng cần gì hết. Tôi chỉ cần mỗi thằng cháu thôi. Thôi, bố, cả nhà đang ăn cơm. Dạ, cháu xin phép được thay mặt bố cháu mời thím, mời các em một ly ạ. Dạ, bố cháu hơi say rồi ạ. Say cái đầu mày. Tao không say. Tao ra lệnh. Trong năm nay, hai chúng mày phải có cháu cho tao. Còn không hả? Tôi lấy vợ khác cho nó đấy. Thôi kìa. Bố con nói như vậy đó là bố con có cái khổ tâm. Con là dâu, con phải hiểu được ý nguyện của bố con chứ. Anh chị có muốn thế đâu. Mà hôm nay đang vui, mà sao bác với thím toàn nói chuyện không đâu đâu vậy? Chuyện này là chuyện quan trọng. Không đâu cái gì. Anh Hòa là trưởng tộc, phải có cháu nó giỏi, sau này còn lo hương khói cho dòng tộc nữa chứ. Thím à, thế hôm nay các em đâu mà không về ăn dỗ ạ? Các em nó bận lắm. Hè mới đưa con nó về chơi. Không biết tụi nó học cái gì mà học liên miên à. Không có thời gian. Dạ, để con lấy cho bố mấy miếng. Đây, lấy cho anh. Giỏi giang để làm gì? Vun vén khôn khéo để làm gì? Trong khi không có con, cái đó mới gọi là đáng sợ đấy. Khi có một đứa con cũng không đẻ được. Ngồi xuống em. Ngồi xuống ăn đi. Dạ, cháu mời thím ạ. Mời các em.